Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các ý nghĩa của các dự luật. 10 dự luật sẽ được bỏ phiếu vào mùa 5 tháng 11 tới đây. Trong đó có những dự luật mà bây giờ cử tri họ đã bỏ phiếu rồi và đa số ủng hộ. À, trong đó có luật số 3 này cũng đặc biệt quý vị nhé. À, hiến pháp quyền để hôn nhân. Mà trong đó đó hiến pháp của California không có chữ hôn nhân đồng tính thì họ lo ngại rằng nếu mà không thông qua cái luật này đó có thể dẫn đến cái việc hiểu lầm là chỉ hôn nhân chỉ dành cho người nam và nữ thôi thì bây giờ họ yêu cầu đó là hiến pháp của California là bất kể anh ừ. muốn lấy ai thì lấy cái này phải suy nghĩ yes or no? <laughs> cái này phải suy nghĩ thì vấn đề đây vấn đề đây là đương nhiên nếu mà là người theo tôn giáo hoặc là một người chống lại vấn đề đồng tính thì họ không có bỏ xíu nô no. Nhưng mà ở California này thì đa số cái chuyện mà hôn nhân đồng tính là nó thành luật lệ cho Tôi chỉ nói thôi. với anh như này này, sau khi mà nó có một cái quyết định từ trên xuống, tạm ừ. gọi là luật đi, yeah. uh, thì sẽ bối bố rối ghê lắm. Chẳng ừ. hạn như cụ thể uh, là quý vị nào mà đến sở lộ vận ở DMV ấy, ừ. ở Cali này á, quý vị thấy cái phòng tiểu á, ngày xưa thì mình thấy, Coi như có cái hình à. ảnh là mặc váy tức là đàn bà. Đúng. hay là lady tức là phụ nữ phải không? Ừ. Bây giờ thì trên nhìn thì không, không có biết phòng nào nữ nam để hai mũi tên. mũi tên cái kiểu như unisex luôn. Unisex. Thế tôi thấy tôi Cho nên bây giờ không biết làm đẩy cửa. Có lại vô thích anh hàng. ơi bởi vì tôi thấy nhiều phụ nữ tội nghiệp lắm. Phụ nữ đồng ý á Tại vì họ cứ anh thấy không? Phụ nữ là thường họ xếp hàng rất dài. Chính xác. Để đi vào cái nhà vệ sinh của người nữ. Trong khi nhà vệ sinh nam thì nó dư thừa nhưng mà bây giờ tội nghiệp phụ nữ ở trong cái phòng đó tôi không biết là phụ nữ hay nam mà tôi là nam tôi đẩy vô một cái thì sao? Đẩy cửa vô thì sao nó cũng có à, số đấy. 4 thưa quý vị, à anh chung à, có thích uống nước sạch hay không? Thích à, bảo vệ nơi công viên thú hoang dã hay không? Thoạt bây giờ họ lại thì... phải lấy thêm ngân sách. Thoạt nghe thì thấy là nên hết đó, là yes à, hết đó, đúng không? Đúng. Thoạt nghe là thấy yes hết đó. Nhưng yeah. mà lấy xong rồi thì sao nữa? lại một lần nữa thưa quý vị california lại phải tốn kém và lại đương nhiên điều đó ảnh hưởng đến tiền thuế để giúp cho nguồn nước sạch và kể cả các công viên thú hoang dã số 5 đây là nghe cũng hấp dẫn lắm anh affordable housing có thể anh thì anh sướng rồi anh có nhà tôi cũng có nhà mình không để ý nhưng mà có những người bây giờ không, không mua nhà nổi cali thì bây giờ phải hỗ trợ cho đó anh có đồng ý hỗ trợ hay không Uh, nhưng mà với điều kiện 55% cử tri phải ủng hộ đó là dự luật số 5 Affordable Housing hỗ trợ thì cái cơ quan uh, <laughs> uh, gia cư gia cư thì họ đã có những cái chính sách là hỗ trợ cho những người mua nhà đầu tiên một trong những cái hình thức như vậy nhưng mà bây giờ nếu qua những cái dự luật này á, để mà trở thành luật mà được uhm. thì thì cái câu hỏi đặt ra là bây giờ anh hỗ trợ như thế nào nhưng mà anh biết không cái sách đâu khi mà có cái trái phiếu đó như là Westminster nè bởi vì đây là local Garden Grove nè nhà cửa đắt quá đi mà anh muốn vào sống ở Westminster không vào nổi tại vì không có nhà affordable thì bây giờ chính quyền thành phố phải bán công trái phiếu phải có công trái phiếu ra để xây dựng mua lại những cái khu đất để mà xây dựng những cái nhà có thể hỗ trợ cho người vừa túi tiền đâu đúng vào đó anh ạ à. anh đắt thấy sao nó đắt rồi anh ạ à người ta đã giải quyết bằng cách là bây giờ nhà cho thuê nó đắt quá đúng bây giờ những người có nhà họ cũng chịu không nổi những cái, cái chi phí vật giá leo thang yeah. cho nên tiểu bang đã cho quyền là xây thêm đất uh, xây thêm nhà yeah. nơi thêm ở trong cái khu vực cái đất tôi không, không thấy được web hoặc là gargo có thêm đất chẳng thấy đất chỗ nào trời dường. ơi anh chưa thấy chứ anh có thấy không? người việt nam xây nhiều lắm anh không, không tôi nói đất dư thêm á để mà xây xây thêm nhà ở oh, vừa túi tiền à. người Việt Nam có nhiều người khu Việt Nam rồi. thì xây thêm nhưng mà bây giờ đất ở đâu nữa không có đất ở trong cái khu vườn nhà mình ấy, thành cái nhà ở à, cho thép để nói. Trời ơi, đỡ thì cho thuê muốn à. cho thuê muốn đỡ người Việt lắm. thích làm đó thưa quý vị à, số đây là cái số 6 là cũng bị tranh cãi dữ lắm đó là kết thúc cái tình trạng nô lệ trong nhà tù ừ. anh thấy lạ không đã vô tù còn bị nô lệ thế thì ừ, họ họ đặt ra như thế. May Bởi vì sao em... bị ép làm lao động có đồng giờ thôi hay là 50 mươi một giờ thì bây giờ kết thúc cái tình trạng đó hay không nhưng mà họ nói dù kết thúc hay không kết thúc á cái tình trạng lao động vẫn phải tiếp tục cho phép tù nhân được kiếm mặc dù số tiền rất ít ỏi nhưng mà họ mua được điếu thuốc lá hoặc là mua thêm uh, cái hamburger đỡ cảnh nhàn rỗi trong tù. Đó. À, đây anh đồng ý không? Raise minimum wage. được cái này nguy. Tiền lương tối thiểu con nên tăng nữa cái này. À. cái này thì thoạt nghe thì sướng lắm. Tôi thấy đang từ 7 đồng, 8 đồng lên 16, 18 đồng một giờ sướng lắm nhưng mà 20 đồng, 20, 20 đồng luôn không? mà tôi thấy các ngoài Bây giờ à. lên tiếp không? Tôi thấy những cái những cái, 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 cái cửa hàng bán lẻ. Nhưng mà tội nghiệp anh thí dụ như mấy cái người Việt Nam làm trong mấy thì, cửa hàng thì nữa, lương đó, bây giờ. cái cái mặt trái và mặt phải của cuộc đời đó là Rồi mà... anh ở Westminster, mình nói thẳng đó, phone valley làm sao anh ở được với à. cái lương mà như thế. Tôi thấy mấy đứa cháu <laughs> tôi nó đi làm á, còn đi học vừa đi học vừa làm, nó được tăng lương 16 đồng giờ. mừng quá. Có đứa được 18 đồng giờ mừng nhảy cỡn lên. 18 đồng giờ. Muốn à? nhà không nổi, mà đứa mới mới ở cái, được. Nhưng mà cái quan trọng nó mới là mướn nhà một chuyện. Nhưng mà cái người Chủ nhân của cái cửa tiệm đó làm sao mà sống nổi. Nó phải, phải, phải tăng. Còn không thì sẽ bị kiện. À, 33. Cho phép... Ô, oh, đây cái vụ này lớn lắm này. 33, 34 nè. Rent control. Kiểm soát uh, tiền thuê nhà. Đó. Cái này từ khuya là muốn Anh nghĩ sao? Uh, nó cũng có mặt trái, mặt phải nữa khi mà anh nhưng mà tôi anh... thấy có nhiều cái cái khu chung cư nhất là đẹp á họ họ dư người thuê đó họ tăng đều lên bây giờ mày đi ra tao cũng không sao tao cứ tăng đều 5% một năm năm ví dụ vậy anh, chết luôn đó thưa anh thì à, anh có thể hận chủ nhà ừ. chủ đất bởi vì lên nhưng mà anh cứ nghĩ ngược lại nếu không có anh á, thì chủ đất méo méo sọ méo sẹo à, là bởi vì họ cũng phải trả tiền cho ngân hàng ừ. à, thì nó, nó, nó số không? 34 là quan trọng là thưa quý vị là những à, trung tâm cung cấp y tế đó à, phải giới hạn cái việc mà dùng cái ngân sách từ những cái loại thuốc theo toa bác sĩ giới hạn cái việc chi tiêu đó Để mặt nguyên tắc thì ông bác sĩ không thể nào cho dư hoặc là thừa những cái loại thuốc nhất là những ừ. thuốc mà thuộc về chủ sinh và quan trọng đó thì họ có lời cái prescription drug thưa quý vị thuốc theo toa bác sĩ lời lắm lắm thì bây giờ họ dùng cái tiền lời đó bây giờ phải có cái giới hạn từ những cung cấp và đây là các nhà cung cấp y tế tư nhân yeah. cho California này đó à, số 35 cung cấp for medical healthcare services permanent funding luôn và đây là vậy những vậy cái vậy điều mà. quan trọng mà người Việt Nam mình hưởng nhiều nhất anh có biết không người Việt Nam là medical và bây giờ là permanent luôn đó. Là đúng bao nhiêu cái ngân sách của California phải đổ vào cái chuyện đó luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng người người Việt Nam sao bỏ phiếu yes cho cái lúc trước này. kia làm dạ, vâng, lúc trước kia thì khi muốn trở thành một cái gọi là completely disability để mà hưởng luôn đó thì phải mất thời gian ít yeah. nhất là 12 tháng hay bao nhiêu tháng đó rồi bắt đầu rồi mới được trở thành một cái người để... Bây giờ nó permanent luôn permanent. Không có tính toán Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên hàng năm Chứ. Nếu cử tri thông qua Và cuối cùng đây là vấn đề mà sáng nay chúng tôi đề cập tới đó Là Tình trạng tội phạm Bây giờ ngày xưa đó anh biết không Bắt, bắt vô một cái là Không vừa vô một cái là cho thả ra Không có làm hồ sơ gì hết Những cái tội tiểu hình, tội vặt đó Bây giờ không còn tiểu hình nữa Mà thành đại hình luôn ừ. Felony luôn Felony Wow tại vì sao mấy đứa nhỏ hay là cái tuổi đó ăn cắp ăn trộm nhiều quá đi <laughs> chuyện cưa bô này, đập kính người Sợ, ta nè rồi chui vô nhận nó anh thấy không trong thời gian qua California quá nhiều cho nên người dân chán ngán họ nói không bây giờ những cái tội mà nhẹ như chút trước là tiểu hình á vô cái chưa làm hồ sơ xong thả đi thậm chí gọi cảnh sát không tới luôn họ nói cái chuyện đó nhỏ quá rồi anh thấy không Walmart họ nói rằng bây giờ đó thôi nó vô ăn cắp rồi thôi bây giờ họ làm những cái tủ thật lớn họ khóa cửa tủ lại hết để ngăn cái trạng cái các tội cấp. nghiệp mà thấy thấy kỳ quá anh vô trong mấy cái tiệm tôi thấy thương ừ. luôn đó. Trong ngày dùng... xưa đâu có đến tội như nghiệp như vậy. lắm hôm Depot mấy cái máy móc rồi trị giá 99 đồng trở lên khóa hết khóa hết mà anh thủy những người làm chính trị ăn cắp nhiều quá anh tại vì nó, nó 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 nó, loang lở quá nhiều rồi cho nên phải có những cái biện pháp và biện pháp cái bước đầu tiên Nhưng mà thưa như anh vậy... bây giờ bắt vô một cái đó tiền đâu để nuôi nó chính xác anh có bỏ tiền ra để nuôi tụi nó có nó bỏ cái khối đấy ừ. thì lại ngân sách của California lại phải tốn kém thêm nữa thì đó là 10 dự luật cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả à, xin hẹn lại vào trong chương trình nổi bật vào kỳ tới ừ. quý vị nhé